Vâng, em Nam xin chào mừng toàn thể các bác trở lại với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio nhé. Thì hôm nay em Nam lại tiếp tục lên sóng đồng hành cùng toàn thể các bác một cấu hình siêu siêu khủng và rất đẹp các bác nhé. Đó là một combo đời STX 800 các nhá. Ở đây là em Nam kết hợp với một cặp súp STX818S nguyên hộp xốp và một cặp STX815M nguyên hộp xốp. Một trong những model đời rất là cao cấp, chỉ sau model 9 series. Và sử dụng toàn bộ củ bát đều là từ trường 2226HPL và 2242HPL, đều là những cái model đời từ trường gấu nhất của dòng JB hiện nay. Và kết hợp tép với đó là tép neo sử dụng 2432H, một trong những dòng tép từ neo và đời cao cấp mà hãng JB mới phát triển trong những cặp loa đời cao. Đánh với lại cấu hình này thì em Nam sẽ phối ghép với lại một con lắp Groupon 10.000Q 4 kênh trong tình trạng là rất rất đẹp. Và còn hộp xốp các nhá, hộp xốp đây, hàng đã qua, tuy là đã qua sử dụng nhưng mà còn tình trạng là siêu siêu đẹp. Và với một cái giá thành hiện tại đang bán trên thị trường là hơn 120 triệu, nhưng các bác đến với em Nam mua được những sản phẩm mà đã dùng lướt nhưng mà còn rất rất đẹp, nhưng giá thành này cực kỳ yêu thương. Một chút nữa thôi thì em Nam cũng sẽ báo giá chi tiết để các bác có thể nắm rõ về giá cả của chiếc Lab Groupon 10.000Q này. Đánh trong một combo dàn 2 súp và 2 full rất gấu luôn các bác nhé. Thì sau đây em Nam sẽ test chiếc lắp này cùng với lại combo của STX này. Một ca khúc xin phép được gửi tới toàn thể các bác. Cũng gần kề đến cuối năm, Tết sắp tới rồi, thì chúng ta nhanh tay sắm cho gia đình mình một trong những sản phẩm mà mang lại cái tinh thần rất là lớn trong cái dịp Tết này, quây quần bên gia đình cùng với nhau, gửi cho nhau những cái lời ca tiếng hát các bác nhá. Vâng, một ca khúc cực kỳ sôi động trong cái dịp xuân này, xin phép gửi tặng toàn thể bác một ca khúc Đám Cưới Đầu Xuân. Ngày xưa đôi ta chung non, đôi ta chung đường, lên gió lên nắng, đôi ta cùng sánh, đôi ta cùng trường. Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng, chiều nào đôi bướm bướm bay vô vườn nàng, nước mắt rưng rưng. Rồi một ngày kia em quay áo mới xanh hơn mây trời, hai hoa vừa trở lại đừng dừng, chiều hoàng sương xuống hương
về nhắc anh ngày thương. Chuyện xưa, chuyện từ xuân trước, xuân nay chưa nhỏ. Anh nói em nghe, thương em từ lỗ hoa chưa mặn mà. Cầu cho mùa xuân nồng nàn trên má em mỗi đời chờ. Giữa nồng chiều hoa lưng cánh sim rừng ở màu tim năm xưa. Vâng, cũng còn đâu đó là hơn 20 ngày nữa thôi là chúng ta đến một năm mới, và xin kính chúc toàn thể các bạn có thật là những nhiều niềm vui và những cái công việc thật là thuận lợi để chúng ta có cái dịp Tết thật là ấm no bên gia đình cùng với những người thân đó nhé. Mười mấy năm qua khi hoa vừa hé nhụy thì đời trai vui sương gió. Anh xuôi miền xa bao lần đêm bước xuân qua. Em ơi kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng. Anh biết không anh, xuân này lại chưa về, đừng dừng chiều hoàng dương xóa. Thương sao là thương trong màu sắc tím hoa xưa. Di vang đâu trôi về nhắn anh ngày thương. Chuyện xưa, chuyện từ xuân trước, xuân nay chưa nhỏ. Anh nói em nghe, thương em từ lỗ hoa chưa mặn mà. Cầu cho mùa xuân nồng nàn trên má em mỗi đời chờ. Giữa nồng chiều hoa nâng cánh sim rừng ở màu tím hoa xưa. Giữa lòng chiều hoang nâng cánh xiêu rừng ở màu tím hoa xưa. Dạ vâng, đó là một ca khúc đám cưới đầu xuân em đang muốn gửi tặng toàn thể tất cả bác. Tết chỉ có bộ STX800 gồm 815M và STX818S kết hợp để đánh với hệ thống loa này. Em đang dùng một con đẩy duy nhất, đó là con đẩy 4 kênh lắp lúc gần 10.000 Q để trị 4 chiếc loa này. Một trong những dòng hoa của nó là cũng rất tốn công suất và rất là khó tính. Nhưng mà đối với lại một dòng lắp 4 kênh 10.000 Q này thì không có một cặp hoa nào có thể làm khó được em nó cậu nhé. Thì cặp lắp Rubin 10.000 Q này, chiếc lắp Rubin 10.000 Q 4 kênh này trong tình trạng còn thục xốp rất là đẹp, em Nam đang bán với giá 65 triệu đó nhé. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể liên hệ Hoàng Nam Audio qua số điện thoại 077-922-8891. Em rất là hân hạnh được phục vụ toàn thể các bác. Và còn một vài cặp loa nữa thôi để phục vụ các bác trong dịp Tết này. Thì các bác cần những model gì thì hãy liên hệ Hoàng Nam Audio để sở hữu cho mình một trong những sản phẩm về dòng JBL đó nhé. Bây giờ em Nam xin thân ái hẹn gặp lại toàn thể bác. Đừng quên cho em Nam xin một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để đẩy em Nam lên 9.000 lượt đăng ký kênh các bác nhé. Cảm ơn toàn thể bác rất là nhiều.